tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện dự án tuyến đường vành đai phía Tây, đoạn từ quốc lộ 14B đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1. Nhiều vấn đề về lập dự án, năng lực đơn vị thi công cũng như tiến độ ban giao mặt bằng chậm đã được nêu ra. Cụ thể về lập dự án, tư vấn xác định dự án có 5 hecta đất tái định cư để di dời. Tái định cư cho 95 hộ nên không đề xuất xây dựng khu tái định cư mới. Tuy nhiên thực tế khi triển khai dự án cần đến 625 lô đất tái định cư và sau đó việc triển khai các khu tái định cư chậm. Bên cạnh đó, khi lập dáng xác định có 128 mộ và không đề cập phương án di dời, nhưng khi triển khai thì có đến 1.192 mộ cần di dời. Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công không liên tục, không đáp ứng yêu cầu tiến độ cũng như kế hoạch đã cam kết. Về thi công, dù Ủy ban nhân dân thành phố đã tạo điều kiện để liên danh nhà thầu tạm ứng vốn 50%, nhưng liên danh nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ tại những vị trí đã có mặt bằng. Trong đó, Senco 1 triển khai thi công mới chỉ đạt hơn 17% và xử phạt 4 lần với số tiền hơn 176 triệu đồng. Thanh tra Đà Nẵng nhận định năng lực thi công của Senco 1 chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Thanh tra Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp đề xuất các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công công trình hoàn thành theo tiến độ đã được gia hạn. Giám đốc Ban quản lý dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, ban giải phóng mặt bằng huyện liên danh nhà thầu và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm chấn chỉnh các bộ phận cá nhân có liên quan các tồn tại hạn chế